Vi sớm có hết rồi không? Ha. Đó. Vi sớm mà sau khi em sửa lại em gắn đấy ha, là có hết trơn rồi không? Đây nè. Chứ mấy cái mé này không có đâu nha mà con. Đây, nguyệt nè. Đây nữa nè. Trước ở ngoài này nè, ngoài vườn cu này là cũng không có tổ nha. Bây giờ cũng có nè. Cái phân nè. Đó. 1 2 3 4 5. Ở miền Tây thì mùa mưa tổ trắng lắm. Tổ quẹt nè. Đây cũng quẹt nè ha con. Tổ quẹt mới nhiều lắm. Tổ mới nè. Xin chào bà con mình ha. Hôm nay xào nhân viên đi bảo trì nhà chim ở Bến Tre nè. Em mới tắt máy nãy giờ khoảng cỡ 10 phút nha bà con. Chim bay ra rồi nè. Bắt chứ quá trời luôn. Ngày này sữa cũng được cả năm rồi nghe bà con. Tản à. Tản với lại tản đi. Dạ, nhiều lắm. Để giờ chim qua cho con mình xem ha. Chim phát triển như thế nào nha bà con. Đây còn mái nha bà con. Thăm cái bổ cắm ha. 500 ly. Này là 525. Ba sàng nha bà con. Sàn hết thấp là đèn nha bà con, đèn là 1, 2, 3 luôn nha, mở đèn nó vô nha bà con. Con tốt nhất là trong phòng làm đèn nha bà con, thì dễ khăm đi coi cái bỏ trì nha bà con. Đây, có cái quạt nè, gió quạt cho tán nhiệt nha bà con. Đây dạ. Ăn xương ha. Điện bay ra nãy giờ là đây sào một ha. Đi phân này nè, phân mới nhóc trên rồi nè, vườn cu nè. Tổ lấy rồi đập rồi. Nhà mới dọn phân được rồi. Được rồi mới tổ nha bà con. Phân có điều hết nè. Điều trong mé hết trơn nè. Hai em nhà này sẽ hát hai nhưng mà con chàng này trước có những cái một hai tổ như này thấy nó cũng đều hết rồi, để vòng 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 đều hết rồi. Cái mé này trước đâu có đâu, mới quẹt lên, quẹt lên tấm xốp nè con, xốp em gắn được sau này ha. Bên đây cái quẹt đây nè, đó. Đây nữa nè, tổ bị khô nha con, đây nè, mới quẹt nè, hai tổ nè, bên đây quẹt đó nè. Mấy cái lo này em bắt sao lại này ha, có mấy năm xốp rồi, tổ mới không này ha. Nên đây thì chưa có, đây có rồi, đó tổ mới nhiều rồi,
Mưa này nói chung là cỏ nó bị hơi trắng rồi các bạn. Rồi, cái sạc thứ hai rồi các bạn. Mưa thì thường ở đây thì ở miền Tây thì mùa mưa tổ trắng lắm, tổ nó quẹt nè, đây nó quẹt nè heo con, tổ quẹt mới nhiều lắm, đây nè, tổ mới nè ha, đây nữa nè, ở trước mấy chỗ này là đâu có tổ đâu nha bà con, đây nè, tổ lên xốp thấy không, đây quẹt nữa nè, mấy cái xốp để gắn sao nè, gắn sao bắt lo là tổ quẹt, tổ bự chơi này ha, đây nè, tổ quẹt, tổ mới nè, tổ đóng vô tường luôn rồi nè, đây, đây quẹt nữa nè, ồ quẹt nhấp phát, nè, nó quẹt nha bà con, đóng tổ à, đây cũng quẹt luôn nè. Sạc thứ hai nha bà con. Trước ở ngoài này nè, ngoài vườn cu này là cũng không có tổ nha. Bây giờ cũng có nè. Nó phân nè. Đó. 1 2 3 4 5. Này tổ bự rồi nè. Nó quẹt hai bên nè. Đây tổ bự luôn rồi nè. Đó, trước ngoài này không có ha. Đây một tổ. Bên đây thì nó có ngủ mà rồi. Giờ đi rồi. Đây sạc thứ hai. Tổ quẹt này ha. Nè, tổ gắn từ nghe mà không. Nè, lên xốp bên này ha. Bên đây nó quẹt hả? Mới dọn phân rồi các. Đây có lứa chim con. Trong nhà này tăng ok nha bà con. Nè, quẹt nè. Nè, xốp tổ mới nè ha. Đây quẹt nè ha. Nhà bóc bóng đèn nè, vô đi bảo trì này kia cũng khỏe rồi con, khỏi đổ đèn này kia ha. Sáng nay cũng đều hết à. Con trong mé nè. Chứ mấy cái mé này không có đâu nha bà con. Nè, quẹt nè. Đây nữa nè. Đây bên đây nữa nè. Cái xốp này em gắn sao không nè. Em đặt đi đi dây bắt lo lại á. Đây nè. Bự rồi nè. Cái xốp có hết rồi không? À, đây là ha. Đó. Cái xốp này sau khi em sửa lại em gắn đây ha. Đã có hết trơn rồi không? Đây nè. Đó. Đây nữa nè. Đây nữa nè. Có mấy xốp là xốp mới không rồi ha. Nè, bên đây nè. Bên đây quẹt nè. Quẹt là nhiều lắm, có quẹt hết á, tổ trọng nha bà con, tổ khung xương khung luôn, đây nè, tổ mới nè ha, đó, bự bự hết rồi, đây. Đây có bự nè. Càng này đi nó không có phun hay sao à. Bị khô nha bà con. Đây chim con. Đây tổ lấy rồi. Đây hai tổ mới nè. Có trên xốp nha bà con. Nó quẹt đằng trước xong rồi nó quẹt đằng sau nữa nè, quẹt đằng trước rồi nè, nó đi dời nè, mới quẹt lại đằng sau nè, đây cũng quẹt lại nữa nè,
Đây quẹt đó nè, quẹt nhiều lắm nha con, đây thế nè. Đó, đốc như xốp nha con. Đây, như xốp nữa nè. Đây nữa nè. Đây trồng luôn nha bà con. Rồi, đến sáng thứ ba. Bà con xem kênh nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho em nha bà con. Đây là quẹt mới nè. Bà con có nhu cầu á, nhà mình chậm chim hay gì đó, có nhu cầu thì cứ alo cho em nha bà con, tư vấn rồi ha, vẫn cho bà con sửa chữa gì đó, làm nhà mới luôn nha bà con, em nhận thi công lắp đặt sửa chữa luôn nha bà con. Nhà chậm chim á, nè mấy cái xốp gắn sao là chim một tổ hết nha bà con, tổ nhiều lắm. Tôi lấy rồi nè, đây có quẹt nè con, tổ mới nha bà con, trên xốp đó ha. Đó, sàng thứ ba ha. Cái máy nào nghe như hú á. Ồ, cái sàng này tình bốn đầu điều hết rồi. Sàng thứ ba này ok, thằng mới hút. Nó tanh. Tổ nè, đóng nè, nó đóng cái dạ cửa vô ra luôn nè. À, thứ ba hay nóng hơn ha. Đây tổ mới nè, lấy màu đóng lợi mà. Đây hai tổ luôn. Cái sàn này đợt rồi trên này chim nó hơi cũng có hơi bộn đó, em không có gắn xốp nha bà con. Đây cho mày đều hết rồi. Nhà này hồi xưa là bắt lo lộn xộn lắm nha bà con, lo bắt tùm lum hết trơn ha, lỏng âm luôn ha, nhôm đi đi dây lại hết, dây lo đi lại hết, ông bố đã điều chim như làm vợ làm tổ điều sàn hết rồi ha. Trước cũng xài khung xương siêu âm á, giờ chủ nhà nó tốt đường điện quá không có xài nữa nha con, chỉ là xài máy gà hết rồi ha. Rồi cũng điều khoảng ba điều hết rồi. À, nó vô cho mày quá trời luôn nè. Chim con. Trong này tổ điều hết rồi. Tổ hơi sàn trên hơi bị nóng. Tổ quéo. Chung ổn, nhà này là sửa lại ổn rồi nha bà con. Anh chủ thẻ ru rồi ha. Chờ thôi. Chờ thời thôi bà con. Ổn định rồi. Trước thì anh chủ cũng lo lắng dữ lắm. Anh chỉ cho anh chủ sửa là anh chủ thôi kêu em sửa luôn. Giờ an tâm ngủ ngon nè. Mày tổ bị khô, sàn thứ tư hơi bị khô. Thấp quá thấp. À, mới quẹt nè. Mùa này tổ ít lông lắm. Đây nha, phòng lượng này ha.
trước ba cái phân nè, chét cũng mùm lum chân nha bà con, chét từ đưa nhà trên đó, dứt phân này kia ra tạc tùm lum hết trơn, thấy không, điều nhà không, chét phân luôn nha bà con, nhà cũng thông thẳng nha, gió đầu thổi rồi thì phịch phịch đó kìa. Thôi vậy thôi, em xin kết thúc video nha bà con. Bà con có nhu cầu làm nhà mới hay là sửa chữa nhà mà chậm chim đó, có gì alo em đi, em tư vấn nha bà con. Rồi, em hẹn bà con mình clip tiếp theo ha. Bà con nhớ đăng ký kênh nè, nhấn nhấn chuông ha, để em làm một clip sau bà con có thể xem được nha bà con. Gió đầu phịch phịch như này không biết nha. Rồi, em xin kết thúc video nha bà con.